Các bạn Ok các bạn ơi, đây là lá mới nhé. Đây là lá của thằng cô em dế. Thằng cô em dế đã bảo bố mua chiếc lá này cho thằng cô em dế rồi. Thì do là mấy cái cạnh này nó rất là sát. Đấy, thì mình phải lấy cái rúa này rúa đi. Đây nha các bạn nha, đây là hai chiếc lá của hai anh em mình đây. Chiếc lá của mình đây. Và chiếc lá của thằng em cu dế là chiếc này nhá, lá mới, dây mới. Do là cái dây này nó dài quá, mình phải cắt bớt một tí đi. Ok. Thì xin chào tới tất cả toàn thể các anh em nha. Lại vào xem video đi xăm của anh em mình nhá. Chào các bác, các chú và các bạn nha. Ok. Các bạn ơi, đây nha, đây là chiếc lá mới của thằng cu em dế. Quyền giấy này đã đòi bố mà bố đã mua chiếc lá này cho rồi. Đấy, chiếc này là lá inox, giá 150 nhá, cả bao xích 180k. Thì các bạn ơi, mình đã giành được mấy con cò nó ngụ nha các bạn nhá. Thì mình đã dụ thằng cu dế với mình đi soi. Nhưng mà bây giờ ấy thì mình sẽ quay mỗi người bắn máy phát cho các bạn xem nhá. Đây, mình sẽ quay cái mục tiêu cho các bạn xem nhá. Đây, đây là cái chữ 247. Cái nước này là cái mà mình rất là yêu thích nhá. Dễ rồi, bây giờ là anh sẽ có một cái thử thách cho anh em mình nhá. Thì anh đã đạt một cái vỏ chai nước rồi ấy. Nếu mà ai bắn trúng ấy, chỉ cho phép mỗi người bắn 3 phát thôi. Nếu ai bắn trúng thì người đó là người chiến thắng, thì Thái Chin người đó mới mới được bán nhá. Còn người nào bắn không trúng cái vỏ chai kia là Thái Chin thì người đó chỉ là quay camera thôi nhá. Ok. Ok rồi nhá các bạn nhá. Bây giờ là anh em mình sẽ bán cho các bạn xem. Các bạn ơi, cái khoảng cách này nó cũng hơi xa nhá các bạn nhá. Bạn này dễ ơi. Từ để anh soi cho dây bắn nhé, bắn đi. Từ từ, để anh quay camera cho nó chuộn chuộn ạ. Bắn đi. Không trúng. Cố gắng nhé. Phải để trúng thì mới tí mới được bắn chín nhé. Ô, trúng rồi. Bắn lại một phát nữa nào. Để anh em mình mỗi người bắn 3 phát. Xem ai trúng nhiều hơn nhé. Phát này là phát thứ 3 nhé. Ui, trúng 2 phát các bạn ạ. Úi giời, thì mình lại thua thì. Không trúng rồi các bạn ơi. Ôi giời, trúng một phát thôi. Phát thế. Ui dồi ôi. Được. Có phải bay rồng thôi. Ui. Có hai con chim bé nó ngủ kia này. Hai con chim này bé nhất. Dễ thử bán này có trúng không? Hay là nó bé quá để cho nó sống đi. Đây nha các bạn nhé. Hai con chim bé bé đây. Dễ thử bán này cho các bạn trúng không? Ấy không trúng. Bắn phát này rồi, nếu không trúng thì để cho nó đợi đi. Ui, không trúng để cho nó đợi, nó bé quá. Cần xin gì ấy. Cần này thì cũng bé.
Đây này thì mình giành được bốn con cò nha các bạn nhé. Nó ngủ, mình thấy nó ngủ thì mình đưa cu dế nó đi soi thì bay mất hết rồi, được bán một phát nhưng mà lại không được. Ê, sao mà bán không trúng đấy? Trúng rồi nhưng mà không chết thôi. Không chết thôi à? Trúng rồi các bạn ơi, do là cái chỗ đấy nó có nhiều cây nhiều cọ quá, nó rất là rợn thì rất là khó bán nhá. Thì cu dế nó bán trúng, cứ tưởng là nó sắp rơi rồi nhưng mà nó lại bay đi rồi. Bây giờ là về đến xe rồi, bây giờ là chuẩn bị đi về thôi. Ô, đêm nay thì không lái rồi, lố thôi. Cảm ơn các bạn đã vào xem video ủng hộ anh em mình nha. Các bạn hãy đăng ký cho anh em mình nha. Kết thúc video. Bye bye.